nay tìm biết xe công tốt, xin mến chào tất cả các anh em yêu mến xe ha. Hôm nay mình có nhận con Alex 2014 về tình trạng là khó nổ máy anh em. Khi nổ máy được thì lên ga cũng hơi bị khó, giống như là hết xăng vậy đó. Về tình trạng xe này thì khách đã có ghé tiệm dài đường á, thì có thay bugi và nhớt là khách đã nói rồi có đầy đủ, nhưng mà vẫn không hết, thì xăng vẫn còn anh em. Nhưng mà cái tình trạng con xe này á, là nó có cái này nè, là nó sẽ không báo lỗi nha, không báo lỗi đồng hồ, nó vẫn không báo lỗi đồng hồ, nhưng mà máy thì giống như là hết xăng vậy đó. Anh em nào có quan tâm về băng bệnh này á, thì cùng mình làm nha, và sẽ đón nó bệnh viện anh em. Thì cũng xin lỗi các anh em thợ lâu năm, thì anh em nào biết rồi thì bỏ qua với mình, còn anh em nào mới vào nghề và chưa có gặp băng bệnh này thì cùng mình xử lý nó nha. Rồi anh em đón thử nó bị hư gì nha. Đây mình mở máy rồi đó, mình nổ máy nè đó. Nó rất là khó nổ, dạng như là hết xăng vậy đó, nổ được thì nó nổ gì. Nếu nó nổ được á, thì nó vẫn nổ anh em đó. Nó nổ được thì nó vẫn nổ, nhưng mà hạ ga lại lên ga thì rất là khó, nhất là cỡ nặng lên đầu cầu đó, nó giống như là hết xăng, mất lửa gì đó, thiếu lửa. Thì anh em có suy đoán được bệnh viện ha, rồi cùng mình tìm nó bệnh chuyên nguyên nhân bệnh gì ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm nha anh em. Ca này cũng khó đây. Đây còn quên, đây còn cái ca bên đây, còn chiếc này cũng vậy nữa anh em, tình cờ luôn, gặp luôn ẻm này luôn, ẻm này nó cũng bị gì luôn, bị y gan tình trạng luôn. Đây lỗi thì cũng không có lỗi, máy nổ nè anh em nha, nổ được nha. tắt nó. Nó giống như là nó không có ga, nó lỡ dở xe vậy đó, nó chạy không được. Đây cũng là một chiếc Blade đời 25, còn em kia thì sản xuất 24 đó, chạy khó vậy đó nè. Mà xe này thì mình chưa có kiểm tra, mình để mình làm xong rồi mình sẽ kiểm tra luôn xe này luôn. Nhìn chung chung thì nó không có bị chuột cắn như bên kia đâu anh em. Rồi chiếc này để đi sửa em này trước đi rồi bỏ tính. Khó anh em, bây giờ mình cứ mình tìm bệnh đi, rồi xong rồi mình sẽ hướng dẫn anh em nó bệnh như thế nào ha. Chứ bây giờ mình còn kẹt xe quá, mình còn kẹt mấy con xe nhiều, có mình làm mà không có sể. Bây giờ tạm thời làm, mình từ từ mình làm xong rồi mình sẽ hướng dẫn anh em. Nếu như mà cái băng bệnh nào á, thì mình sẽ đưa lên cho anh em xem tham khảo và cùng nhau mà mình để ý sau này lỡ gặp băng bệnh như vậy thì mình coi ha. Chứ bây giờ mình vừa làm vừa quay thì nó hơi khó anh em ơi. Thử thì bây giờ bơm xăng, bây giờ mình cứ thử bơm xăng lửa đầy đủ rồi mình coi dây nhờ có đứt, có chạm mát gì không. Xong hồi vất vả mình đã tìm ra cái bệnh đó rồi anh em ơi, là nó chết thì bình thường. Thôi giờ tắm đuối luôn, cả nửa buổi vừa làm xe vừa chạy vô chạy ra thử, tức quá lấy cục pin sườn lôi ra thử một cái thì hết bài thử rồi. Mình đo phun xăng, đo kim xăng mình đầy đủ hết, vệ sinh phun xăng luôn, hỏng ga mình vệ sinh luôn, áp suất phun xăng mình làm luôn. Nói chung là toàn thể giống như là những cái mà cần làm đã làm hết rồi. Lửa có, xăng có, hơi có mà không nổ, mình tức đó mình mới lôi cục pin sườn ra thử từ từ. Nếu như mình sườn không được chắc mình thử là tới xe luôn á nè. Thì mình thử cục pin sườn sẽ nổ máy còn ngon anh em, để mình thử cho anh em coi. Rồi mình đã thử rồi, bây giờ mình còn mình thử cho anh em coi nha. Tết lỗi dở anh em ơi, đây mình sườn cũ đây, để mình thử anh em coi nha. Đây nè, thấy cái này dây không? Thấy không, nó vẫn có lửa đàng hoàng, cục pin sườn mới vẫn có lửa đàng hoàng. Rồi để bây giờ mình gỡ ra, nó cũng giật mình ra tôi anh em ơi. Anh em thấy gì đó, không phải là cái con bạn bệnh nào mà nó đều giống nhau đâu, nó đều một cái chứng bệnh, nhưng mà cái chỗ nó chết đó, thì nó khác nhau anh em. Bởi vì mình không có chừa cái chỗ nào mình để mình thử cho nha anh em, mình phải thử tất cả những gì mà mình có thể thử nha anh em. Chứ
Nghe thấy không? Lên rất là ngọt và ngon anh em. Bởi vì anh em nên có đồ thử thì nó mau hơn anh em. Với lại mình đừng có thấy, mình thấy nó có lửa, lửa rất là tốt, lửa tốt đàng hoàng, mình đo áp nó vẫn lên áp đàng hoàng anh em. Để một chút mình đo cho anh em coi. Để mình giờ mình gắn vô đi, mình gắn vô cục pin này vô đi. Rồi, lấy cục pin kia ra mình sẽ đo cho anh em coi. Tức lắm mình hồi sáng mình gắn đo rồi. Tại vì mình đo nó lên đủ áp đàng hoàng. Đủ ký đàng hoàng anh em. Cái nhưng mà nó không nổ. Nó cũng giật mình tay tôi chứ không phải đơn giản đâu. Có khi mà đưa lên cái dân bệnh cho anh em xem chơi á, thật ra những dân bệnh mà anh em thấy nó đơn giản á, là tại vì á, đã qua rồi á, thì nó thấy đơn giản. Mình đo ký nha. Mình đo 20k. Đây, thằng đo 20k. Mình sẽ đo cho anh em coi. Đây, mình ở đây anh em thấy không? Để nghiêng đi anh em. Rồi này mở đèn cũng vậy vậy. Rồi. Thì mình tặng 20k ha. Đây là đúng nè. Là nó thông mạch nha anh em. Nó thông nha. Rồi mình bắt đầu lấy con dây màu đỏ đưa vô cái đầu pin. Đây. 10 nha, 10 ký nha. 10 ký 0.5 luôn. Bên đây nó cũng giống nhau nha anh em. 10 ký 0.51 ha. Đó. Cái bên đây vô đây. Mình để vô đầu dây. Mình vô đây không có thông mát nha anh em. Như thông mát là hư á. Đây. 10. Đây. Còn mà mình đo thông mát mà đo vô đây thông mát là nó hư anh em. Rồi bây giờ mình đang đo 20k đó, mình đo lại cái cục pin mới cho anh em coi. Pin mới nó dẫn diện anh em. Đôi khi anh em thấy cái bệnh mình phát hiện ra rồi nó đơn giản lắm. Nhưng thật ra có những cái mà mình phải tìm, mình tìm nó rất khó. Mình nãy mình cũng đo rồi, mình mới thấy mình không có đem pin ra thử. Tại vì lửa có, thì cuối cùng mình thử tất cả những gì mà mình có thể thử rồi. Xong rồi mình cũng vẫn đo rồi, nhưng mà đem cục pin ra thì thử đại. Rồi trước tiên mình phải thử xong rồi mình phải thử bugi, mình thử bugi rồi luôn nữa, mà bugi đó là bugi tốt rồi. Rồi mình bắt đầu mình đo giống nãy nè anh em, giống nhau anh em nha. Đây rồi anh em, bây giờ mình đo, mình để vô đây, để đầu dây vô đây mình đo bằng ký anh em, nó chênh lệch nhau 0.3 đó anh em thấy không, 10.85, cái kia là 10. Anh lo lại này, 10.50, nhưng mà chỉ mắc hơn phải không mấy rồi. Nhưng mà bên này chết dở, khi lên ga nó sẽ chết. Còn thằng AB hồi nãy, AB ngoài này nè, là nãy mình thử rồi, nó vẫn bị luôn. Mình nãy mình nhét cục pin sườn vô thử luôn, chạy ok luôn. Mình thử cục pin sườn luôn, mình tức quá mình đem qua bên cục pin sườn mới này qua bển mình thử luôn. Chạy được ok bình thường anh em. Thì có những dòng xe mà đề mắc đầy sau những đầy dòng xe bóng led á thì mình xài pin sườn khác anh em. Còn lại trở về xe trước á là mình vẫn xài pin sườn đó. Vẫn xài pin sườn này nha anh em. Vậy là mình đã thay cho hai xe hai cục pin sườn. Pin sườn này cũng rẻ anh em. Không quá mắc đâu ha. Mình xài ok rồi. Mình xài pin sườn hãng luôn anh em, đừng xài pin sườn lô, nó sẽ chết đi xe nha. Thì chiếc xe, một chiếc xe là giặt mình te tua. Còn một chiếc xe này là quá đơn giản với mình, tại vì mình rút kinh nghiệm lần thứ hai. Mới vô là mình
nghi à, nghi chóng mặt luôn. Mình lấy cái bình thường đưa vô là chạy liền luôn anh em, khỏi cần phải sửa gì hết, quá đơn giản. Nếu anh em nào mà gặp cái dáng này mà sau này có ban bệnh mà cho những dòng Alex nè, là anh em là dễ bắt bệnh ha. Thì cái dáng mình cũng kết thúc tại đây, kết thúc dáng mình đã cho kết thúc. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi video mình vừa qua nha. Và cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình. Mình chúc anh em một ngày thật tuyệt vời. Hẹn anh em gặp anh em mà video lần sau nha. Để có những mầm bệnh nào hay hay mình sẽ đưa lên cho anh em và chia sẻ cho anh em cùng nhau mà nghiên cứu nha. Tiệm đi xe công tốt cũng mến chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày thật tuyệt vời nha. Một mầm bệnh giặt mình te tua, thấy mình đưa lên vậy cho thật ra nó giặt cũng dữ lắm, giặt cũng cả nửa ngày chứ không phải dân chơi đâu nè. Nên mình thấy cái ướp bình thường vô nó dễ không, thật ra có những cái bệnh mà mình không quay cái lúc mà bị giặt đâu, mình quay lúc mình làm được không à, chứ mình không có quay lúc mình giặt, không có thời gian đâu anh em. Bởi vì chúc anh em một ngày thật tuyệt vời nha. Thôi bye bye anh em. Có tiếng đặt kép là đầu tiên luôn. Chết lượt rồi, xe kia cũng chết nữa.